Đếm nhận định 4 đúng sai ạ. 250 câu đếm nhận định. Cho phát biểu sau định từ câu 240, cho phát biểu sau. Số phát biểu đúng là saccharose, amylose, cellulose đều tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit đun nóng, đúng. Tinh bột và sen đều chứa công thức là C6H10O5 nhưng không phải đồng phân của nhau, đúng. Sen được tạo bởi từ các gốc beta của glucose liên kết với nhau bởi liên kết beta 1,4 glycosid, đúng. Thủy phân đến cùng amylopectin thu được hai loại monosaccharide một thôi, đó là alpha glucose. Dung dịch fructose có phản ứng trắng bạc, đúng. Xác là một polysaccharide, sai, xác là disaccharide thôi. 1, 2, 3, 4, 4 phát biểu đủ. B, bỏ. Câu 241. Cho kim loại và các dung dịch, cho các chất trên tác dụng với nhau từng đôi một, thì số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là sắt không phản ứng với đồng, sắt không phản ứng với sắt 2, nhưng mà sắt phản ứng với đồng 2, một cháo. Sắt phản ứng với lại bạc, hai cháo. Sắt phản ứng với HCl 3 cháo. Đồng không phản ứng với sắt 2, đồng không phản ứng với đồng, nhưng đồng phản ứng với bạc 4 cháo. Đồng không phản ứng với HCl. Vậy số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là, từ từ ạ, chưa xong đâu ạ. Sắt 2 không phản ứng với đồng, nhưng sắt 2 có phản ứng với bạc 5 cháo ạ. Được chưa? Tiếp tục ạ. Sắt 2 có phản ứng HCl, nhìn đây này, NO3 trừ H cộng. Được chưa? Có H cộng, có NO3 trừ, có sắt 2 cộng, có phản ứng nhau tiếp. 6 cháu ạ. Vậy số trường hợp xảy ra phản ứng chưa xong nữa ạ. CuNO3 lần không phản ứng với AgNO3, nhưng AgNO3 lại có phản ứng HCl. 7 cháu ạ. Rất kinh khủng. Chúng ta có 7 phản ứng hóa học xảy ra. Đáp án đúng đáp án A. Câu 242. Câu 242. Phần này là phần mà các em sợ nhất đấy ạ. Cho chất sau, số chất có phản ứng thủy phân trong điều kiện thích hợp là fructose là monosaccharide không, saccharose là disaccharide có, etin acetate là este có, valin gliala là peptide có, tinh bột có, tripalmitin có. 1, 2, 3, 4, 5. 5 chất thủy phân trong điều kiện thích hợp. 243. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là ở nhiệt độ thường thì CO2 2 lần tan ở trong dịch glycerol, đúng. Ở nhiệt độ thường thì CH4 phản ứng được với nước brom, đúng. Đốt cháy hoàn toàn CH3CO, CH3 cho được số bon CO2 bằng số bon nước, đúng. Glycerin có phản ứng được với dung dịch NaOH, đúng. Vậy mình có tổng cộng là 4 phát biểu đúng. Nhá. Đây nhóm CH phản ứng được với NaOH. Được chưa? 244. Khi thủy phân hoàn toàn một triglyceride X, môi trường axit thu đổi hỗn hợp sản phẩm gồm glycerol, axit palmitic đánh dấu là 1, axit oleic đánh dấu là 2. Vậy số công thức thỏa mãn là 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2, tổng cộng mình sẽ có 4 thằng thỏa mãn, đúng không ạ? Bởi vì đồng thời thu được cả hai mà. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu 245. Cho dãy các dung dịch số chất trong dãy tác dụng được với NaOH là axit acetic là 1, phenin ammoni clorua là 2, natri acetat 0, metin amin 0, glycin 3, phenol 4, 4 cháu. Đáp án đúng đáp án C. Câu 246. Thực hiện các thí nghiệm sau, số thí nghiệm xảy ra phản ứng ăn mòn kim loại là số thí nghiệm xảy ra phản ứng ăn mòn kim loại. Sắt nguyên chất vào dung dịch CuS4, sắt bị ăn mòn. Nhôm nguyên chất H2O3 đặc nguội, nhôm không phản ứng H2O3 đặc nguội, vứt. Kim loại magie nguyên chất trong khí clo, magie bị ăn mòn. Sắt đồng dung dịch H4 loãng, sắt bị ăn mòn. Vậy số phản ứng thí nghiệm xảy ra ăn mòn kim loại là 1 3 4 3 cháu. D. Câu 247. Số phát biểu sai là glucose được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín, đúng. Chất béo là dieste, sai. Phân tử amylopectin cấu trúc mạch phân nhánh, đúng. Nhiệt độ thường triolin ở trạng thái rắn, sai. Trong mật ong chứa nhiều fructose, đúng. Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người, đúng. Vậy số phát biểu sai là 1 2, mình có 2 phát biểu sai, đáp án đúng đáp án C. Câu 248. Câu 248. Cho các chất, số chất tác dụng với CuH hai lần để ở điều kiện thích hợp là glycerol là 1, toluen 0, gliala gli là peptide có, anilin 0, axit acetic có, formaldehyde thì
đun nóng lên đúng không? Có glucose điều kiện thường, sacrose điều kiện thường. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cháu. Đáp án đúng đáp án C. Câu 249. Câu 249. X là chất hữu cơ có công thức phân tử là C3H12. N2O3 khi cho X tác dụng dung dịch đã hấp thu được một muối vô cơ và hỗn hợp hai khí đều có khả năng làm xanh quỷ tí mậm. Vậy mình thử xem nhá. CO2 ở đây này. Vậy thì cháu này bỏ được một C thì cháu này là còn C2. CO3. C2 này. H12 này. N2 này. Tương đương với việc là nó là vậy suy ra CO3 này. Thì đầu này là NH4. Thì đầu này nó sẽ là CH3, CH2, NH3, 4 cộng 3 là 7, 7 cộng 5 12, đúng luôn. Một cháu nha. Tiếp tục ạ. NH4 này, CO3 này, NH2 này, CH3 hai lần này. 6, 8, 12, đủ tiếp ạ. Tiếp tục ạ. CH3 này, NH3 này, CO3 này, CH3 này, NH3 này. Được chưa? Vậy mình có một cháu, hai cháu, ba cháu ạ. Tổng cộng mình sẽ có ba cháu thỏa mãn nhá. Nhưng mà chú ý ở đây là thu được hỗn hợp hai khí thì thằng này thu được hai khí, thằng này thu được hai khí. Thằng này chỉ thu được một khí thôi nên là loại bỏ thằng này. Vậy là chỉ có hai cháu thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok. Câu 250. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là ở người thì nồng độ glucose trong máu được giữ ổn định ở mức 0,1%, đúng. Oxy hóa hoàn toàn glucose bằng hydro, không phải, phải là khử. Hydro thì tính khử thì nó phải khử hoàn toàn glucose. Tơ cellulose acetate thuộc loại tơ hóa học, chính xác. Thủy phân este tương ứng trong môi trường bazơ luôn cho sản phẩm muối và ancol, sai, có thể thu được anhít. Số nguyên tử nitơ có trong phân tử dipeptide glulisin, trong này có liên kết NH CO 1 nitơ. Được chưa? Lysin ạ. Lysin có hai nhóm NH2 thì một nhóm NH2 đây, đầu này một nhóm COH tự do. Đúng chưa? Đầu này một nhóm NH2 tự do. Lysin thêm dư một NH2 nữa. Và cộng 1 2 3 3 chứ 2 là chết. Tất cả peptide đều phản ứng màu biure là sai. Đấy chưa? Bởi vì nó phải là gì ạ? Từ tripeptide trở lên. Vậy số phát biểu đúng là 1 2 ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A 2. 2 nhá.